Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung phim Thế giới hoàn mỹ. Ở tập trước, Thạch Hạo và Tần Trạm đã khẩu chiến với nhau. Lão cho biết mình đã đứng ở hàng ngũ tôn giả cảnh, còn cậu mới chỉ là đứa nhãi danh liệt trận cảnh. Lấy gì để đánh với lão một trận đây? Thạch Hạo chẳng muốn nói nhiều, cậu nhanh chóng bộc phát thực lực rồi yêu cầu lão tiếp chiêu đi. Ngay sau đó, Thạch Hạo cũng xách thương lao lên. Lão ta nhanh chóng lấy ra thanh kiếm hình lưỡi liềm đáp trả lại. Vậy nhưng nhanh chóng bị ăn một đá vào mặt làm bay đi. Nhân cơ hội đó, cậu tiếp tục lao lên. Lão già kia nhanh trí hạ thấp người, chân bước lên một bước khiến nam chính bị lỡ nhịp. Tới đây thì cậu mới nhận ra mình bị lừa rồi, kết quả là bị dính môi trường khiến thân thể lao nhanh vào vách đá. Tần Hạo chứng kiến cảnh tượng này liền kinh ngạc, Tần Trạm thúc thúc thật mạnh. Tần Minh giải thích, bởi vì cảnh giới hai người quá chênh lệch, Thạch Hạo quá miễn cưỡng rồi. Lão ta cười lớn mỉa mai, cậu chẳng qua cũng chỉ có thế. Xem ra cậu và tổ phụ cũng nhỏ yếu như nhau. Lời khiêu khích này làm cho Thạch Hạo tức giận không thôi, cậu lần nữa gia tăng thực lực. Tần Trạm càng thêm vui mừng, lão muốn xem Thạch Hạo rốt cuộc mạnh tới mức nào. Đối mặt với chênh lệch lớn như vậy, Thạch Hạo vẫn không chịu bỏ cuộc. Cậu gia tăng tốc độ rồi lao lên định xiên cho lão ta một đường vào thân thể, vậy nhưng không được. Lão ta nhanh chóng ngăn cản, thân thể bị chèn ép lui về sau, vậy nhưng trên miệng lại không ngừng khiêu khích. Công kích quá yếu, quả thực chỉ như gãi ngứa. Thạch Hạo thêm phần tức giận, gia tăng thêm thực lực kịch chiến với Tần Trạm. Phải biết rằng lão gia đó cả đời quét ngang chiêu địch mà đạt tới cấp độ này chỉ thua mấy lần mà thôi. Tần Hạo nghe vậy càng thêm kinh ngạc, không ngờ người ca ca này đã mạnh tới mức độ này. Khi nào tu vi của hắn mới đạt tới cấp độ đó? Trận chiến giữa hai người vẫn tiếp tục, vô tình làm kinh động tới lão tổ khiến bọn họ phải xuất quan. Đây là trận chiến hiếm có, tập trung quan sát có lợi ích cực lớn cho lĩnh ngộ của Tần Hạo trong tu luyện. Trên bầu trời, hai người liên tiếp va chạm với nhau. Vừa đấm đá, Tần Trạm vừa cười lớn thống khoái, sau đó vung một kiếm đánh bật Thạch Hạo lùi về sau, trên miệng học một ngụm máu. Lão khiêu khích, sống tới bây giờ cũng coi như có chút thú vị, lão muốn tiếp tục trận chiến. Thạch Hạo tỏ vẻ chiều ý, sẽ để cho lão được như ý nguyện. Cậu vùng tay điều khiển mấy tảng đá lớn đánh về phía Tần Trạm và nhưng không làm gì được, lão ta chỉ cần nhẹ nhàng giơ tay đã có thể ngăn cản. Đúng lúc lão định tiếp tục khiêu khích thì Thạch Hạo đã bất ngờ xuất hiện phía sau, tặng cho một cước vào mặt làm choáng váng, thân thể lăn như trái bóng, làm một đường kẻ ở dưới mặt đất và bị chôn vùi dưới đó. Nhìn thấy kết quả này, Tần Hạo lại càng thêm phần kinh ngạc. Tần Minh cảm thấy lão ta không thể thất bại dễ dàng như vậy được. Kết quả đúng vậy, ngay sau khi Thạch Hạo quay người rời đi thì Tần Trạm lần nữa đứng dậy. Tuy bị ăn hành sấp mặt, vậy nhưng lão vẫn tỏ ra thống khoái, liên tục khiêu khích, công nhận tốc độ công kích của Thạch Hạo đã tăng lên. Đáng tiếc, lực đánh thực là quá yếu, không đau không ngứa, Thạch Hạo giận dữ vô cùng, ý này là đang cầu xin được ăn hành hay sao? Tần Trạm ngoan cố, chỉ sợ cậu không có thực lực để hành lão mà thôi. Muốn báo thù cho tổ phụ thì mau dùng hết sức đi, nếu không lát nữa sẽ theo gót ông ta thì không còn cơ hội đâu. Thạch Hạo nghe xong liền nghiến răng nghiến lợi, sau đó gia tăng thực lực. Điều này làm cho Tần Trạm vui mừng, dường như là lão đang cố ý chọc giận Thạch Hạo. Thạch Hạo nhanh chóng lao lên, đồng thời cũng không quên mặc lên người bộ chiến y. Rất nhanh đã xuất hiện trước mặt và tặng cho lão ta một cú đấm. Lão cảm thấy lần này đã có chút lực rồi, mong cậu tiếp tục cố gắng và phát huy. Thạch Hạo rất sẵn lòng, trên tay ngưng tụ lực lượng sáng thêm đòn thứ hai làm cho lão ta bị chấn bay lên trên. Thạch Hạo dậm chân lấy đà, đất đá xung quanh bay tứ tung, sau đó thân hình nhanh như chớp lao theo Tần Trạm. Tần Trạm tiếp tục lên tiếng khiêu khích, hiển nhiên là đang muốn ăn đòn. Thạch Hạo không còn cách nào khác là 5 lần 7 lượt bón hành vào mồm lão ta, vừa ra bảo thuật, sau đó bồi thêm một đá cực mạnh khiến thân thể lão ta rơi xuống bên dưới, va chạm với mặt đất tạo thành một cái hố lớn. Tần Hạo cảm thấy vô cùng khó tin trước một màn này, không ngờ Tần Trạm lại thua. Tần Minh thì có cái ánh mắt nhìn hơn, lão nhận thấy có gì đó không đúng. Vì sao lão ta không đánh trả cũng không né tránh, chỉ một mực ăn đòn. Thạch Hạo hạ xuống dưới, cứ tưởng là đã tiễn lão già đang ghét đó về đất mẹ rồi, vậy nhưng vẫn chưa, Tần Trạm vẫn còn sống nhăn răng. Mái tóc chuyển sang màu đỏ bốc lửa, xung quanh thân thể còn có thêm một tầng phủ văn lượn lờ xung quanh. Sự xuất hiện này làm cho Thạch Hạo ngạc nhiên, lão ta vậy mà còn sức đánh một trận. Tần Trạm vui mừng cười lớn, quả nhiên là còn mít dễ lừa. Lão cảm ơn cậu đã dùng hết toàn lực phá vỡ giam cầm, giúp cho lão niết bàn đột phá. Thạch Hạo thầm nghĩ, lẽ nào là lão ta cố ý chọc giận mình, như vậy cũng đồng nghĩa rằng tổ phụ chưa thực sự bị ngộ hại. Dù là như vậy thì lão ta cũng từng tổn thương tới tổ phụ, không thể tha thứ. Tần Hạo cũng kinh ngạc vì sự thật này, lão ta cố ý nói như vậy là để mượn lực phá bỏ trói buộc. Tần Minh chợt nhớ ra, lão gia Tần Trạm này cần sức mạnh của đối phương để hoàn thành bất lão thể. Luyện thành pháp này, cho dù mất đi nhục thần cũng sẽ không bị hao tổn, đủ để nghiền ép mọi thứ. Bây giờ cùng pháp đã thành, lão trước tiên sẽ lấy Thạch Hạo để khai đao. Thạch Hạo lập tức đáp trả, cùng pháp thành thì đã sau, cậu sẽ đánh bại lão thêm lần nữa là được. Rất nhanh sau đó, hai người lại tiếp tục lao vào nhau chiến đấu. Tuy nhiên, kết cục lần này đã khác,
Thạch Hậu chẳng làm gì được lão mà ngược lại còn bị đẩy lùi, sau đó bị thần thánh tương dịch của lão cuốn lấy. Những người bị cuốn lấy đều không thể thoát ra. Sau khi lão niết bàn, những bí pháp trên người cậu, nhất là côn bằng bảo thuật liền sẽ khắc ghi vào cơ thể lão. Lời này có nghĩa rằng từ lúc bắt đầu, mục đích của lão già này chính là tìm cách đoạt lấy côn bằng bảo thuật trên người Thạch Hậu. Lão cho rằng đây là sự trừng phạt khi ban nãy bị cậu bón hành vào mặt, để cậu biết rằng Bất Lão Sơn không thể khinh nhờn, càng không thể trêu chọc tới lão. Thân thể Thạch Hậu nhanh chóng chìm xuống, kèm theo đó quá trình biến đổi nhục thể cũng bắt đầu. Thạch Hậu cố gắng giãy giụa vậy nhưng càng làm như vậy thì thân thể càng bị lún sâu xuống. Tần Hạo định ra tay giúp đỡ, lão già Tần Minh nhanh chóng ngăn lại. Đây là cổ pháp chấn giáo của Tần tộc, có thể đồng thời gột rửa bản thân, khắc ghi đạo pháp bên ngoài, cho nên được xưng là Niết Bàn Tinh Túy, là vô thượng pháp quyết. Bây giờ không ai giúp được Thạch Hạo nữa. Rất nhanh chóng, thân thể của Thạch Hạo cũng hoàn toàn bị chìm xuống. Những bí pháp mà cậu học chậm rãi khắc ghi vào người Tần Trạm. Lão cười lớn vui mừng, bản thân khổ tu từ nhỏ, cuối cùng cũng có thành tựu. Lão tiến lại gần hai người Tần Hạo và Tần Minh, thừa nhận bản thân đã tu luyện thành công. Bản thân sau này sẽ trở thành chúa tể của huyền vực. Ham muốn này quả thực rất lớn. Và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Thạch Hạo sẽ phản công như thế nào? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo nhé! Video của mình tới đây là hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở lần sau.